Câu chuyện xưa nay kết thúc thật rồi, những giấc mơ thả trôi giữa đời. Và bây giờ đây ta cất bước xa đi, trách than gì nữa trước khi biệt ly. Hay là do ta đã quá vội vàng, cho nên duyên tình ta lỡ làng. Và nếu ngày xưa anh không đến bên em, có khi nào đời sẽ êm đềm. Đường ta đi giờ đây rẽ lối, hai ngã đường chia đôi, biết khi nào có ngày gặp lại. Để lại đây một niềm khúc cuối, cho lòng thêm nhức nhối, sẽ nhớ về ngày tháng ta còn đó. Oh no.